Và bây giờ sẽ là hoạt động đầu tiên của team Superman Sờ Lan Khuê với món cơm tắm địa danh thành phố Hồ Chí Minh và người mẫu phối hợp là Philip cùng với giám khảo quốc tế Lucas. Fighting. Và 40 phút của team Lan Khuê bắt đầu. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hồi linh hoạt để đồng hành cùng chương trình. Fighting. Lan Khuê, Lucas, chúng mình có nhau. Mình tỉa cái cảnh bạn này ăn em ha. Bộ outfit như thế này mọi người nghĩ sao khi mà ngồi ăn cơm tấm? Đã là như vậy rồi thì mình hãy làm cho cái clip này trở nên vui nhộn hơn, kỳ lạ hơn và có một chút vô lý để đem lại tiếng cười. Đi từ cái đĩa ăn này lên, bạn sẽ ghim cái miếng thịt xong em zoom lên, bạn bỏ ở trong miệng, em zoom vô cái biểu cảm của bạn. Để cho bạn bè quốc tế khi mà nhìn vào người ta hiểu được. Vậy nên là không làm quá cầu kỳ nhưng sẽ chú trọng vào nội dung. How about this, mommy? Wait. The two models, very, very good teamwork. They try to help, they try to give idea. Đúng rồi, bông chuẩn lay lên. Ngon. Good. Cut. And cut. Hài hước không? Nhưng mà là thời trang chưa nè. Em kiểu nhỉ? Giật mình cái. When she look, you look too. You look to Philip. Okay. Yeah. Okay. Cái mặt làm over lên một xíu. Không khí khi mà làm việc á, mọi thứ rất là nhanh và nó rất là nhẹ nhàng. Chị Lucas cho Bông một cái nhìn cực kỳ rõ ràng về việc như thế nào là một mentor đầy kinh nghiệm. Because when coffee it's slow, so don't raise your face and smell it first. Tay clean còn. Dang, yeah, she did the opening scene and she did it so good. Like you could see in her eyes that she was really, really, really enjoying the cơm tấm. Bông chan, look at the dish. Oh yeah. Chị Bông chuẩn sẽ vào vai chủ cửa tiệm Thanh Hoa, ăn là thăng hoa. When Philip go down like this, you turn so we could see the smoke. Okay, ready? Come on. A little bit of messy. Here, there, move this, move those, move that. Hai ba bạn cúi xuống. Đó, ok, hai ba bạn cúi xuống. Wait. One, two, three, you and here. Slow down. Đợi xíu nha Bông ơi. Ok, come on, let's go. Quay đặc tả đồ ăn giúp em. Come on. Yeah, like that. Smoke like that. Hong, when Philip goes down, flip it. Bao giờ Philip xuống thì mới lật cái thịt đấy. Ok. Cứ quay đi. 3, 2, 1, action. You have to say. ก็ทีมลูกเกดพี่พิมพ์ไม่เข้าใจว่าพัดลมมานึกมั้มยังอยู่หมักเหรอฟิลิปโอเค in his eyes oh my god I'm so sorryCảm ơn Philip là đã rất là nỗ lực. Hai rồi, kiểu hai. Rồi, ok. We were like, what are they doing? Like it's a comedy show. Chẳng ai cấm cản chúng ta kể câu chuyện theo một cái cách hài hước. Tiếng cười cũng là một cái cách, một cái cảm xúc mà dễ đem đến cái sự gần gũi đi vào lòng người nhé. Are you two gonna do comedy as well? No. We're classy. We're gonna make it the horror movie. Horror movie in food. Just put the head in the dish.Chị tin rằng là chắc chắn Khuê sẽ thắng một tập ở trong chương trình này. Mùa 2. Action! I love... Cơm tấm! I love you! Mọi thứ diễn ra rất là suôn sẻ và nhanh. Trộm vía.